Thông tin từ báo Việt Nam Net cho biết, chính quyền Palestine cáo buộc không quân Israel ném bom vào thị trấn Beit Lahia ở giải Gaza, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và mất tích. Trang An al dẫn thông tin từ Bộ Y tế Palestine hôm 20 tháng 10 nói rằng không quân Israel vào đêm ngày 19 dạng sáng ngày 20 tháng 10 đã thực hiện đòn không kích nhằm vào nhiều nhà dân bên trong thị trấn Beit Lahia. Thông cáo viết, có ít nhất 87 người đã thiệt mạng và mất tích ở khu vực phía bắc giải Gaza. Ngoài ra, vụ không kích cũng khiến 40 người khác bị thương ở thị trấn Beit Lahia, một trong những mục tiêu đầu tiên bị Israel tấn công kể từ khi xung đột nổ ra. Phong trào Fatah của Palestine trong một tuyên bố đưa ra sau đó đã lên án hành động tấn công nhằm vào sân thường của quân đội Israel, đồng thời nói rằng chính quyền Tel Aviv phải chịu trách nhiệm cho hành động tàn sát ở thị trấn Beit Lahia hãng thông tấn Wafa của Palestine dẫn một phần trong tuyên bố từ Fatah. Chúng tôi kêu gọi toàn thế giới ngăn cuộc chiến mang tính hủy diệt của Israel ở Gaza. Người dân Palestine đang là mục tiêu của cuộc chiến trên. Quân đội Israel cho tới nay không trực tiếp khẳng định đã thực hiện vụ không kích. Thay vào đó, thông cáo của họ chỉ viết rằng Tel Aviv đang tiếp tục các hoạt động quân sự trên bộ lẫn trên không ở dài Gaza. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, các chính trị gia Israel tuyên bố Iran sẽ phải trả giá vì vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, mà họ gọi là nỗ lực ám sát. Ba chiếc máy bay không người lái được phóng từ Liban vào khu nhà riêng của Thủ tướng Israel trong sáng 19 tháng 10. Hai chiếc bị đánh chặn, nhưng chiếc thứ ba phát nổ ở Kasari, thị trấn nghỉ dưỡng, nơi tập trung những căn biệt thự hạng sang và các công trình kiến trúc thời La Mã. Thủ tướng Netanyahu và phu nhân không ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Trang Axios đưa tin chiếc máy bay không người lái đã lao vào nhà của ông Netanyahu. Axios viết, đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, một mục tiêu liên quan trực tiếp đến ông Netanyahu bị khóa mục tiêu. Báo Guardian cũng đưa tin chiếc máy bay không người lái đã rơi trúng ngôi nhà, gây hư hỏng ở phần ngoài. Sau khi xác nhận nhà của mình bị máy bay không người lái tấn công, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố các điệp viên Iran cố ám sát tôi và vợ tôi hôm nay đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều bộ trưởng và nghị sĩ đối lập cũng đưa ra phát biểu tương tự, cảnh báo Iran sẽ phải hối tiếc về hành động của lực lượng đồng minh Hezbollah. Vụ tấn công về cơ bản là đã nhắm vào nhà nước Israel và các biểu tượng của chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Job Galan tuyên bố. Trong khi đó, Iran tách mình khỏi vụ tấn công và nói rằng đây là hành động của Hezbollah, còn Hezbollah vẫn chưa nhận trách nhiệm. Phái đoàn thường trực Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố đã đáp trả Israel, ngụ ý nói đến vụ phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo ngày 1 tháng 10. Phái đoàn khẳng định rằng hành động đang bị nghi ngờ là do lực lượng Hezbollah ở Liban thực hiện. Ngoại trưởng Israel, Israel Katz nhấn mạnh vụ tấn công bằng máy bay không người lái cho thấy bộ mặt thật của Iran và trục ma quỷ mà nước này lãnh đạo. Ông cũng bác bỏ phát biểu của phái đoàn Iran. Ông Katz viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. Lực lượng đại diện hàng đầu máy Iran tạo ra, tài trợ, vũ trang, huấn luyện và kiểm soát bỗng nhiên bị mô tả như một tổ chức độc lập. Những lời nói dối và giả vờ đó sẽ không giúp gì đâu. Các ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Kênh 12 của Israel đưa tin Israel muốn dùng vụ tấn công nhằm vào ông Netanyahu như một lý do để tăng tính chính đáng cho việc mở rộng mục tiêu tấn công khi Israel tiến hành chiến dịch đáp trả Tehran vì vụ phóng tên lửa ngày 1 tháng 10. Ông Netanyahu đã trao đổi với ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump sau vụ tấn công. Văn phòng Thủ tướng Israel nói với báo Tham ở Israel. Ông cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ông Johnson viết trong bài đăng trên mạng X, Tôi nói với ông ấy rằng Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Israel và nhắc lại cam kết của chúng tôi sẽ giúp họ đối phó với Iran và các lực lượng đại diện. Báo chí Israel dẫn nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Israel vào đầu tuần tới, nhân chuyến công tác đến Trung Đông. Theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, hãng tin CNN ngày 19 tháng 10 dẫn ba nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang điều tra vụ rò rỉ thông tin tình báo tuyệt mật của nước này về kế hoạch của Israel trả đũa Iran. Một trong ba nguồn tin đã xác nhận tính xác thực của các tài liệu. Theo CNN, các tài liệu có đề ngày 15 và 16 tháng 10 – bắt đầu lưu hành trực tuyến vào ngày 18 tháng 10 sau khi một tài khoản mang tên Middle East Spectator đã đăng chúng lên Telegram. Các tài liệu được đánh dấu tuyệt mật, cùng các dấu hiệu cho thấy chỉ có Mỹ và các đồng minh nhóm Five Eyes gồm Australia, Canada, New Zealand và Anh mới được xem. Các tài liệu này mô tả các hoạt động chuẩn bị máy Siren dường như đang tiến hành để tấn công Iran. Một trong những tài liệu được cho là của cơ quan tình báo địa không gian quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nêu các kế hoạch liên quan đến việc Israel di chuyển đạn dược. Một tài liệu khác của cơ quan an ninh quốc gia phát thảo các cuộc tập trận của không quân Israel liên quan đến tên lửa không đối đất cũng được cho là để chuẩn bị cho cuộc tấn công. CNN không trích dẫn trực tiếp hoặc hiển thị các tài liệu. Giới chức Mỹ cho rằng vụ rò rỉ tài liệu này rất đáng quan ngại. Theo một quan chức Mỹ, cuộc điều tra đang xem xét những người đã tiếp cận được tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ. Theo quy định, bất kỳ vụ rò rỉ nào kiểu này cũng sẽ tự kích hoạt cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cùng Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo nước này. Theo giới phân tích, vụ rò rỉ tài liệu mật này xảy ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ mỹ Israel và chắc chắn sẽ khiến đồng minh của Washington tại Trung Đông tức giận. Lầu Năm Góc, FBI, cơ quan tình báo địa không gian quốc gia chưa bình luận về thông tin trên. Hiện chưa rõ các tài liệu này được công khai như thế nào, liệu chúng bị đánh cắp hay bị rò rỉ một cách có chủ ý. Năm ngoái, một vụ rò rỉ lớn thông tin tình báo của Mỹ cũng đã khiến mối quan hệ của nước này với các đồng minh và đối tác, trong đó có Hàn Quốc và Ukraine, trở nên căng thẳng. Thông tin từ báo Việt Plus cho biết, quân đội Israel cho biết đã tấn công các kho vũ khí và một trung tâm tình báo của Hezbollah tại khu vực thành trì của lực lượng này ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Quân đội Israel ngày 19 tháng 10 cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công các kho vũ khí và một trung tâm tình báo của Hezbollah tại khu vực thành trì của lực lượng này ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban trong cùng ngày. Theo mô tả của quân đội Israel, các cơ sở trên của Hezbollah đều nằm dưới một đường hầm. Quân đội Israel cũng đã tìm thấy hàng chục vũ khí và thiết bị thuộc về Hezbollah ngay cạnh đường hầm này. Quân đội Israel cho biết thêm họ phát hiện ra hơn 50 đường hầm và ba đường hầm lớn khác đã bị các công binh thuộc sư đoàn 91 ở miền nam Liban cho nổ tung. Quân đội Israel đã sử dụng hơn 100 tấn thuốc nổ để phá hủy bốn đường hầm nêu trên. Trước đó, các nguồn tin Liban ghi nhận những cuộc không kích dữ dội của Israel trong ngày 18 tháng 10 đã khiến 6 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương tại các thị trấn và làng mạc ở miền nam và đông nam Liban. Nguồn tin từ lực lượng phòng vệ dân sự Liban cho biết các trường hợp thương vong được ghi nhận tại ib Lansaki, Jirarie, Ansa và Duer ở miền nam Liban, cũng như C3A ở khu vực đông nam nước này. Cũng trong ngày 18 tháng 10, phong trào Hezbollah ra tuyên bố khẳng định đã sử dụng thiết bị bay không người lái UAV, tên lửa và pháo binh tấn công các vị trí và nơi tập trung của binh lính Israel ở cao nguyên Golan và miền bắc Israel, bao gồm bốn thành phố Safed, Haifa, Zarit và Kiryas Mona. Tổ chức này còn thừa nhận tấn công các địa điểm tập trung binh sĩ Israel ở miền nam Liban. Thông tin từ báo Việt cho biết, Israel đã công bố đoạn video ghi lại cảnh thủ lĩnh Hamas Ahia Sinwa ẩn náu trong đường hầm ngay trước khi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 xảy ra. Tờ Tham ở Israel ngày 20 tháng 10 cho biết, lực lượng phòng vệ Israel IDF mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh thủ lĩnh Hamas Aya Sinwa và gia đình trốn vào đường hầm trước khi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 xảy ra. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF cho biết, trong một năm qua, Sinwa dành phần lớn thời gian để trốn chạy trong các đường hầm ở Khan Younis và Rafah. Vào đêm trước khi cuộc tấn công tàn bạo xảy ra, người này vẫn chỉ quan tâm tới bản thân và gia đình, trong khi ra lệnh cho các thành viên Hamas bắt cóc người dân Israel. Đại diện IDF tiết lộ, đoạn video được họ thu giữ tại giải Gaza cách đây vài tháng và là một trong những đầu mối giúp tình báo Israel truy tìm vị trí của thủ lĩnh Hamas. Trước đó, quân đội Israel đã sử dụng máy bay để rải truyền đơn in hình thi thể thủ lĩnh Sinwa xuống phía nam giải Gaza, kêu gọi các tay súng của Hamas đầu hàng. Truyền đơn của Israel viết, Hamas không còn có quyền điều hành tại Gaza, những ai hạ vũ khí và trao trả con tin sẽ được phép rời đi và sống trong hòa bình. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cái chết của thủ lĩnh Sinwa không đồng nghĩa với việc Tel Aviv sẽ dừng chiến dịch quân sự ở Gaza, nhưng là sự khởi đầu cho ngày tàn của Hamas. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, ngày 19 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei khẳng định cái chết của lãnh đạo Hamas Yahya Sinwa sẽ không ngăn chặn được trục kháng chiến và Hamas sẽ vẫn tiếp tục tồn tại, theo hãng tin Reuters. Ông Khamenei nhấn mạnh sự ra đi của ông ấy, tức là Sinwa, là nỗi đau đối với trục kháng chiến. Nhưng mặt trận này không ngừng tiến lên với sự tử vì đạo của những nhân vật nổi tiếng. Hamas vẫn còn sống và sẽ mãi còn sống. Lãnh tụ tối cao Iran nói rằng ông Sinwa là gương mặt sáng ngời của sự kháng chiến và đấu tranh, đồng thời khẳng định Iran sẽ luôn sát cánh cùng những chiến binh chân chính. Ông Khamenei nói, với quyết tâm sắt đá, ông đã đứng lên chống lại kẻ thù áp bức và hung hăng. Với sự khôn ngoan và lòng dũng cảm, ông đã giáng cho chúng đòn không thể cứu vãn được vào ngày 7 tháng 10 và đã ghi lại trong lịch sử của khu vực này. Sau đó, với danh dự và niềm tự hào, ông đã lên thiên đường của những người tử vì đạo. Ông Sinwa được coi là người đứng sau vụ tấn công vào Israel của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza. Ông này đã bị tiêu diệt hôm 16 tháng 10 trong một cuộc đọ súng với lực lượng Israel. Trục kháng chiến là các nhóm lực lượng vũ trang ở Trung Đông do Iran lãnh đạo và hậu thuẫn, bao gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon, Houthis ở Yemen và nhiều nhóm Hồi giáo khác ở Iraq và Syria. Các nhóm này tự cho mình là lực lượng kháng chiến, chống lại ảnh hưởng của Israel và Mỹ ở Trung Đông. Theo thông tin từ báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Israel có thể tiếp tục giữ thi thể ông Sinwa, ở nơi bí mật và ra điều kiện buộc lực lượng Hamas trao trả những con tin đã bị bắt từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và có thể ra điều kiện để trao trả thi thể nhà lãnh đạo Hamas, ông Ahia Sinwa, cho lực lượng Hồi giáo này. Ngày 17 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết ông Sinwa đã thiệt mạng sau một cuộc đấu súng trong hoạt động tuần tra thông thường ở thành phố Rafah, giải Gaza. Khuya 18 tháng 10, tiến sĩ Chen Kugen, thuộc Trung tâm Y học Pháp y quốc gia Israel nói với CNN rằng nguyên nhân khiến ông Sinwa thiệt mạng là một viên đạn bắn vào đầu. Ngoài ra, trên người nhà lãnh đạo Hamas còn có nhiều vết thương nghiêm trọng khác, gồm cả vết bắn từ mảnh đạn pháo hoặc tên lửa. Trước đó, IDF không nói rõ nhà lãnh đạo Hamas đã bị giết như thế nào. Người đại diện IDF chỉ cho biết cuộc đấu súng dẫn tới tử vong của ông Sinwa kết thúc bằng việc Israel bắn một quả đạn pháo xe tăng vào tòa nhà. Ông Kugen còn cho biết cơ quan pháp y đã cắt ngón tay trên thi thể để xác định DNA nhằm đối chiếu với cơ sở dữ liệu có được trong thời gian ông Sinwa từng bị giam giữ tại Israel trước khi được thả theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2011. Kết quả thu được, xác nhận thi thể này thực sự thuộc về nhà lãnh đạo Hamas. Theo kết luận pháp y, ông Sinwa tử vong vào chiều muộn ngày 16 tháng 10, hơn 24 giờ trước khi thi thể được đưa đến phòng giải phẫu pháp y. Các nguồn tin Israel chia sẻ với CNN rằng chính quyền Tel Aviv có thể sẽ sử dụng thi thể ông Sinwa như một con bài mặc cả để đổi lấy việc Hamas thả các con tin Israel đang bị giam giữ ở giải Gaza. Hai nguồn thạo tin nói với CNN rằng vấn đề thả con tin những người đã bị Hamas bắt giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 là ưu tiên hàng đầu của Israel khi quyết định cách xử lý thi thể ông Sinwa một trong hai nguồn tin này cho biết chính quyền israel đang cân nhắc cách tạo ra áp lực nhanh chóng lên hamas để buộc lực lượng hồi giáo này thả con tin còn theo một nhân vật trong giới ngoại giao israel tel aviv sẽ không phản đối nếu hamas muốn đổi thi thể người của mình ám chỉ thi thể ông sinwa lấy người israel dù còn sống hay đã tử vong theo truyền thông địa phương thi thể ông sinwa đã được đưa ra khỏi phòng giải phẫu pháp y và đang được lưu giữ tại một địa điểm bí mật ở israel một số hãng truyền thông do Thái như Arus Seva hay Yediot Aronot cũng đưa tin về khả năng Israel dùng thi thể ông Sinwa làm con bài mặc cả với Hamas, song lưu ý rằng ở giai đoạn hiện tại chưa thể đưa ra kết luận về quyết định trong tương lai của Tel Trong khi đó, sau cái tử vong của ông Sinwa, phía Hamas vẫn kiên quyết không thả tự do cho các con tin trừ khi Israel chấm dứt hành động xâm lược chống lại người dân Palestine ở giải Gaza, rút quân hoàn toàn và trao trả tù nhân. Theo thông tin từ Vietnamnet cho biết, quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa thiệt mạng do một phát súng bắn vào đầu. Theo hãng tin CNN, đây là tuyên bố của tiến sĩ Chen Kugen tại Trung tâm Y học Pháp Y Quốc gia Israel ở Tel Aviv. Ông Kugen cho biết, mặc dù thủ lĩnh Hamas Sinwa có nhiều vết thương nghiêm trọng khác trên người do tác động của đạn pháo xe tăng hoặc tên lửa, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới cái chết là một viên đạn bắn vào đầu. Ông Kiygen, người đã ký giấy chứng tử cho thủ lĩnh Hamas Sinwa, nói trong cuộc phỏng vấn với CNN, nguyên nhân tử vong là một vết thương do đạn bắn vào đầu. Ông ấy bị đạn bắn vào đầu và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Quân đội Israel trước đó cho biết trong một hoạt động quân sự gần đây ở giải Gaza, ông Sinwa đã thiệt mạng sau khi xe tăng Israel bắn một quả đạn pháo vào tòa nhà nơi ông này đã bị thương. Tuy nhiên, tuyên bố không nhắc tới việc binh sĩ Israel đã bắn phát súng chí mạng vào ông Sinwa. Khi được CNN hỏi về tuyên bố của ông Kugan, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay có một cuộc đấu súng và cuộc giao tranh kết thúc bằng việc quân đội Israel bắn một quả đạn pháo xe tăng vào tòa nhà. Người phát ngôn cho biết thêm quân đội Israel vẫn đang nỗ lực tìm hiểu mọi chi tiết liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, tiến sĩ Kugan nhấn mạnh ông tin tưởng vào phân tích của mình bởi nó dựa trên quá trình khám nghiệm tử thi của ông Sinwa ông kiuke nói dựa trên những gì tôi tìm thấy trên thi thể ông ấy bị thương do nhiều nguyên nhân khác nhau như vết thương do tên lửa ở càng tay phải đá rơi trúng chân trái hoặc đùi và nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể nhưng chỉ ở ngực chúng gây ra thương tích nghiêm trọng song nguyên nhân tử vong là do vết thương từ súng bắn vào đầu khi được hỏi về thời gian tử vong của ông Sinwa, tiến sĩ Kyugen cho rằng khả năng là vào cuối buổi chiều ngày 16 tháng 10, hơn 24 giờ trước khi thi thể của thủ lĩnh Hamas được đưa đến viện vào đêm ngày 17 tháng 10. Theo báo Công an Nhân dân đưa tin, quân đội Israel xác nhận khoảng 20 quả rocket đã được khoai hỏa từ Liban vào lãnh thổ nước này, nhưng chưa ghi nhận thương vong. Tham ở Israel, dạng sáng 19 tháng 10, dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ghi nhận 20 quả rocket được khai hỏa từ lãnh thổ Liban vào khu vực Safed phía bắc Israel. Một số rocket trong số đó đã bị đánh chặn, những quả còn lại rơi xuống khu vực chống trải và không gây thương vong. IDF không nêu tên lực lượng phóng đợt rocket mới nhất. Israel đang giao tranh ác liệt với nhóm vũ trang Hezbollah ở phía nam Liban và nhóm Hezbollah thường xuyên đáp trả Israel bằng đạn pháo, rocket và máy bay không người lái UAV. Đợt phóng rocket mới nhất vào Israel xảy ra sau khi phong trào Hamas ở giải Gaza xác nhận thủ lĩnh của nhóm là ông Ahia Sinwa đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel. Hezbollah coi Hamas là đồng minh và muốn dùng biện pháp quân sự buộc Israel rút khỏi giải Gaza. Theo Reuters, ông Sinwa, 61 tuổi, được coi là kiến trúc sư trưởng trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel tháng 10 năm 2023, khiến tên Aviv mở chiến dịch ở giải Gaza để đáp trả. Israel đã truy lùng gắt gao ông Sinwa suốt hơn một năm qua. Cái chết của ông Sinwa có nguy cơ khiến căng thẳng Trung Đông gia tăng trong bối cảnh khu vực cận kề bờ vực xung đột quy mô lớn. Tuy nhiên, sự kiện cũng được một số chuyên gia tin là có thể giúp đẩy nhanh tiến trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông. Tờ New York Times sáng 19 tháng 10 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã vừa có cuộc gặp ở Berlin để thảo luận về tình hình Trung Đông và kêu gọi các bên chấm dứt sao tranh. Trước đó, Tổng thống Biden kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến lên trong nỗ lực ngừng bắn để tập trung xây dựng một bối cảnh chính trị mới cho khu vực. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã đáp lại bằng thông điệp cuộc chiến này chưa kết thúc. Thông tin từ báo VOV cho biết, lực lượng Hezbollah ở Lebanon vào sáng ngày 18 tháng 10 tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu 55 lính Israel kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, bắt đầu chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Lebanon cách đây hơn 2 tuần. Trong tuyên bố, Hezbollah khẳng định các tay súng của lực lượng này đã mở nhiều cuộc tấn công chất lượng và hiệu quả nhằm vào các đơn vị Israel đang tham gia chiến dịch bộ binh ở Nam Lebanon. Theo đó, các chiến binh Hezbollah đã hạ sát tổng cộng là 55 lính Israel và khiến hơn 500 binh sĩ sĩ quan khác bị thương. Hezbollah cũng tuyên bố bắt đầu chuyển sang một giai đoạn leo thang mới chống Israel, song không cho biết thêm chi tiết. Tuyên bố của Hezbollah được đưa ra ít giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF xác nhận có thêm 5 quân nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với Hezbollah ở Nam Lebanon. Tuy nhiên, IDF chưa đưa ra bình luận về tuyên bố sáng sớm này của Hezbollah quân đội Israel mở chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Lebanon từ đêm ngày 30 tháng 9, sau khi thực hiện hàng trăm cuộc không kích ác liệt vào các khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon. Các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và buộc khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều quốc gia, trong đó có cả các đồng minh phương Tây của Israel, đã lên án mạnh mẽ chiến dịch tấn công của Tel Aviv vào Lebanon, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Lebanon và luật pháp quốc tế. Mới nhất, tuyên bố với các phóng viên sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo châu Âu tại Brussels Bỉ tối qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu Israel lập tức dừng chiến dịch quân sự tại Lebanon nhằm tôn trọng chủ quyền của quốc gia láng giềng và tránh khiến xung đột lan rộng ra toàn khu vực.